bây giờ còn bà bố vợ chồng con bao nhiêu chuyện vậy, nó gây sự với vợ chồng con. Con nói bao nhiêu bố với bà không tin con gì cả, lúc nào cũng bênh nó. Bố biết bố sai rồi, đi đi con. Con mình nghe mình. Anh nhỉ bạn? Anh này bố đang bố bảo là hai đứa dọn cầm ấy đi, con dọn cái gì? Cầm quần áo về. Không về đây thì bố đuổi con đi, nhưng mà bố đuổi con đi. Bố biết bố sai rồi, bố biết hết cái chuyện thằng Hùng là. Bố biết cái gì? Hại con rồi. Đi đi. Bây giờ bố bảo là có thằng Hùng này, thằng Hùng nó ở trên đấy, xong bọn con ở dưới này, xong bọn con lại về, bọn con dọn đồ lên đấy ở với nó nữa, sao không chịu được? Bố bảo rồi, con dọn đồ đi, còn Hùng bố đuổi nó về. Sao bố lại đuổi nó về à? Nó đang ở trên đấy bình thường ấy, vui vẻ với bà với bố như vậy mà bố lại bảo là bố đuổi nó về. Thôi, nghe lời bố đi con. Con không có về đâu, bây giờ bố bảo là bố xuống đây đấy, tiền nong nó không biết là kiểu gì lại ở trong vali của vợ chồng con. Xong là về, xong là nó xuống đây nó bảo là lôi vali để cho nó xem đấy. Cũng mở vali ra là thấy tiền nong ở trong đấy, bọn con có biết cái gì đâu. Mà bây giờ xong là bố đánh cả anh nữa, bố bảo anh đi nói chuyện con, anh bảo là bố mà đánh như vậy là chả có lý do gì mà tự dưng là bố chả tìm hiểu đã đầu đuôi câu chuyện như nào bố đã đánh anh được, bố anh ấy giận bố lắm đấy. Bố biết bố sai rồi con ạ, bố biết hết cái chuyện thằng Hùng nó. Mà sao lại bố lại rồi. Biết à? Cái bá thằng xóm ở trên nhà mình hay ở đâu ạ? À? Ở hàng xóm bá Minh cho bố biết. Vâng ạ. Mẹ tôi... thằng Hùng mà dẫn hàng xóm xong là lên lại bảo với bố là nó lấy tiền của bố xong là bỏ vào vali bọn con. Thôi còn từ ấy đi. Thu xếp về đi con. Bố biết bố sai rồi. Đi đi con. Thôi bây giờ bố cứ đi về một mình đi. Còn ở dưới này bọn con bây giờ thì công nghe cũng bình thường rồi. Bây giờ cô ấy cũng thay đổi rồi, cô ấy cho bọn con ở dưới này rồi. Bây giờ ở trên đấy còn bà với cả bố nữa. Xong rồi bây giờ bố với bà cứ tin rằng bây giờ đây, bố biết đấy. Lên trên nhà con. Bố biết bao nhiêu chuyện đấy, con đã nói. Con đã nói rồi. Con đã bảo là bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Thôi hôm nay bố cứ đi về dưới nhà đi. Vâng, thu đồ xong rồi đi về không? Con không về đâu, bố bảo là bọn con về làm sao mà về được. Bây giờ còn bà bố, vợ chồng con bao nhiêu chuyện vậy, nó gây sự với vợ chồng con. Con nói bao nhiêu bố với bà không tin con gì cả, lúc nào cũng bênh nó. Bố biết bố sai rồi, đi đi con. Con mình nghe mình. Anh nhỉ bạn? Anh này bố đang bảo là bảo hai đứa dọn cầm ấy đi, con dọn cái gì? Cầm quần áo về. Không về đây thì bố đuổi con đi, nhưng mà bố đuổi con đi. Bố biết bố sai rồi, bố biết hết cái chuyện thằng Hùng là. Bố biết cái gì? Hại con rồi. Đi đi. Bố biết bố là bố bảo bố cấm bọn con. Bố ăn cho con rồi. Đi đi. Bố cấm bọn con, bố bảo là con không bao giờ. Sai con. Bố bảo là con đừng bao giờ mà bước chân vào cửa nhà bố. Thôi bố đi về đi. Đấy bố về mà bố bố. Nói với anh để đi đi. Bây giờ bố nói gì cũng vậy, anh ấy đang giận bố lắm đấy. Bố về đi. Không con không về. Thôi giờ con ở dưới này rồi, con đi làm ăn xong rồi ở dưới này rồi. Ở dưới này cũng đầy đủ có phòng các thứ. Không không. Trên đây ở nhà có đi đường nào đấy không con? Đi. Bố cứ về đi. Bố sai rồi. Bố xin lỗi các con. Bố không phải bố con nhưng sai. Bây giờ đây bây giờ nha, chuyện nó rõ ràng là như vậy. Bố hiểu nhầm con, từ xưa nay bố hiểu nhầm rồi. Trước giờ mấy chục năm nay rồi bố chả tin vợ chồng con. Anh nói gì bố cũng không tin. Đánh cả anh. Bố để cái nói bố thế nào. Bố cứ lên đấy, bố ở với thằng Hùng đấy, ở với em trai bố, còn con như nào cũng được. Bố cũng để đi cứ nói. Thằng Hùng là bố đuổi đi rồi. Bố không việc gì bố phải đuổi nên bố cứ rước nó cho nó ở đấy ở là giờ con biết con sai rồi, nên là nó muốn làm gì thì làm đấy, lên bố đuổi con đi cơ mà, chứ không phải con bỏ đi đâu. Bố đuổi con đi cơ mà nha. Thôi bố con đi về nói anh để bây giờ con cũng chẳng nói được đâu. Bây giờ bảo hai bây giờ bố cứ đi về trên nhà đi, bố xem là thằng Hùng với cả bà tin tưởng nó đến mức độ nào nữa. Bây giờ con nói đi, cứ coi như là trước giờ con sai thì đấy, con lấy tiền nong các thứ của bố đấy, con sai cũng về đi.
Bố cứ về đi, bố ở đây làm gì? Bây giờ bố cứ đi về đi. Con đã đi theo đường đi bố rồi, bố lên đây làm gì? Bố tôi cứ biết rồi. Bố biết ra bây giờ đúng cái ý của thằng Hùng rồi. Không, bố về. Bố về bọn con là hai đứa không về là bố ở đây đấy. Đi đi. Bố ở đâu? Sao lại bố lại ở đây? Đi đi. Con không về. Ở đây lúc nào con về rồi? Con không về. Con về bố. Đấy, thôi mày em nói chuyện bố còn anh không biết là anh con không phải chưa bố bây giờ thì chưa bố bây giờ anh hôm trước bố đánh anh ở đây rồi là anh giận bố lắm rồi anh về anh cần khóc bố về xong anh ở nhà anh cần bố khóc bố sai rồi tí nói chuyện với anh con bây giờ con bây giờ con nói mới được con bảo đấy con bảo nó không nghe đâu trước giờ bố đi đi con sao bố lại tin tưởng anh như vậy bây giờ tự nhiên thằng Hùng nó về nó bố lại như vậy thôi bây giờ bố đi đi về trên nhà đi còn để con nói chuyện với anh bây giờ bọn con chưa về được luôn đâu bố bây giờ bọn con chưa về được thời tiết nóng nhưng về có điều hòa hay mát thôi đi đi bố biết bố sai rồi đi đi con vậy bây giờ bố cứ đi về trên nhà đi bố nói chuyện với bà với cả ấy còn đi đi con. Mẹ không. Thì bố đừng có đánh mẹ nữa không có thôi, mẹ cũng chẳng biết cái rồi. Gì đâu bố biết bố mẹ là người đứng ở bên ngoài cùng bọn con mẹ có hiểu rõ là thằng Hùng nó như thế nào thế bố đánh cả mẹ đánh cả anh như vậy làm sao và mẹ con chấp nhận được bố biết bố sai rồi con đi đi thôi bây giờ rồi bố nói như vậy cũng được bây giờ bố đuổi thằng Hùng là được rồi bây giờ bố đuổi nó đi rồi ra cái rồi, không ở đấy tí nữa con về con nói chuyện với anh đi xem con. Là như nào để xong thì mai bọn con đi về trên nhà luôn thôi bố cứ đi về đi bố vẫn ở đây về bố về đi là thần con nói rồi bây giờ bố nhà bố cho ai ở thì cho ăn con không ở đi đi bố về đi không người dân xuống đây thấy bố ở dưới này không ai ra bố con xuống làm gì cái chỗ này nhà cao của rộng bố lên đây bố cho em trai bố ở con nói như nào bố không có tin con đâu thôi bố đi về đi bố đi về đi bố đi về đi bố đi về đi sai rồi bây giờ không sai bố không có gì sai bố là bố nói gì chẳng đúng bố không sai em anh bảo em từ trước nay là bố hiểu nhầm con tiến về nhá tiến tiến bố về cho anh không hiểu nhầm con là vậy đấy con là vậy đấy con không biết rồi bây giờ thôi bố bây giờ bố cứ đi về đi đi về trên nhà đi con còn mẹ thì bố đừng có nói mẹ gì nữa mẹ chẳng biết gì đâu tí nhé con nhá thôi bố đi về đi bảo ấy bảo nói với anh để chưa hai đứa dọn về con nhé. Dạ vâng. Bố đuổi đuổi. Tôi bố đuổi thằng Hùng bố bây giờ bố sáng suốt ra là bố tốt rồi. Nhá. Còn bây giờ thằng Hùng nó bố đừng có bao giờ liên quan gì nó nữa. Ừ. Còn bà bây giờ nói gì bà cũng chả tin nó đâu. Thôi bây giờ bố cứ đi về đi để con nói chuyện với anh đi. Vậy thì ấy nhá con nhá. Tu xếp đồ đạc xong rồi. Bây giờ bố anh con đang giận bố lắm nên là bố lựa lời bố nói với anh. Bây giờ thì bố nói nó không nghe. Con nói với được con ạ nhá. Giúp bố nói với anh. Vâng. Thôi. Để xong rồi. Đi về đi để con bảo con nói chuyện với anh luôn. Ừ. Đấy đi. Bố về cẩn thận nha. Đấy nhá. Bố đừng nói gì mẹ nhá, có mẹ là giận bố đấy. Rồi xong rồi thì ấy nhá, con dọn đồ về nhá. Dạ vâng. Rồi đấy con biết rồi. Thôi bố đi về đi. Vâng vâng. Bố về đi con bảo nói chuyện với anh. Anh ơi. Bố về chưa? Anh sao vậy? Sao gì sao bố giờ cứ để cho bố ấy không về biết gì cả anh không thì có về được. Bố đang bảo là thằng Hùng biết làm sao mà tiền bố biết là nó lấy tiền của mình cái bán hàng xóm của nhà bà Minh kìa. Kệ Minh bố giờ bố nhà bố ai ở trên đấy thằng Hùng ở hay không ở thì anh không về được kệ bố. Bây giờ là như thế rồi nhưng mà bây giờ anh bảo nha chuyện nó rõ rành rành bây giờ thấy bố bảo là bố đuổi tống cổ nó ra khỏi nhà luôn. Em còn bà là chả em tin gì đâu. Đi. Anh kệ bố. Không về cái em thích em về.